Tối ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Phú Quốc cho biết đang tạm giam Lâm Hoàng Thưởng, sinh năm 2002, quê quán thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là một thiếu niên 16 tuổi, trú khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Theo kết quả điều tra bước đầu, Thưởng mới đến sinh sống trên địa bàn thành phố Phú Quốc khoảng 20 ngày. Tối ngày 1 tháng 12, Thưởng được nạn nhân gọi điện rủ đi uống cà phê. Nhớ lại chuyện từng bị nhóm của nạn nhân rượt đánh, nên Thưởng mang theo dao với ý định trả thù nạn nhân. Khi cả hai đang uống nước mía tại khu vực Dinh Cậu, khu phố 2, phường Dương Đông, Thưởng kêu nạn nhân chở mình đi công việc. Đến khu vực vắng người qua lại thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Thưởng dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân gây thương tích. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến trung tâm y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.